Chúng ta tập tưởng tượng mình đang ở đâu trong dòng chảy luân hồi này. Chúng ta thấy tất cả chúng sanh đều trôi lên trong luân hồi lục đạo. Đó là bởi vì si mê chấp ngã. Do yếu tố si mê chấp ngã mà dẫn dắt chúng ta trôi lên. Và sự trôi lên này không phải là một ngày một bữa mà đã triền miên rồi. Và yếu tố nào dẫn chúng ta tới sự trôi lên? Đó là sự chấp ngã. Vậy thì cái gì làm nên sự chấp ngã này? Cái gì? Căn bản đó là tham đắm ở trong ngũ dục. Yếu tố ngũ dục che lấp tất cả tâm tánh của chúng ta. Và giờ đây chúng ta soi trong tâm mình, thấy tâm mình cũng có hai phần. Những yếu tố thanh tịnh như là phát tâm tu học, làm những việc công đức thiện lành. Bên cạnh ấy, chúng ta cũng có nhiều não phiền, bực bội, tham sân si chi phối đời sống của chúng ta. Và trong một ngày, chúng ta gần như là làm cả hai việc. Lúc thì làm việc thanh tịnh, lúc thì làm những cái việc nhiễm ô. Không làm thì cũng nói, không nói thì cũng nghĩ. Do vậy cho nên trong bầu không khí tâm của chúng ta nó luôn luôn có hai chất liệu đó. Và cứ như thế, có người thì quyết chí một chút, tạo thêm những công đức lành thiện thì sinh ở các cõi trời hoặc là tái sanh làm người. Cũng có những người sống trong sân giận si mê, cứ như thế tạo nghiệp và trôi lên dần dần xuống những cảnh giới thấp hơn, cứ đi lên đi xuống mãi trong luân hồi. Giờ đây chúng ta gặp được hồng danh của Phật A-di-đà. Học kinh, thưa quý vị, chúng ta chiêm nghiệm một bản kinh, chứ không thể nào chiêm nghiệm một đoạn kinh mà đủ được. Và học kinh bộ, chúng ta đòi hỏi theo nó nhiều ngày, giống như là xem phim bộ vậy đó. Có những cái lúc nó lơ thơ, nhưng mà chính những lúc lơ thơ đó mới có giá trị những lúc khác. Chứ không lúc nào cũng nhiệt huyết, cũng đi thẳng vào ở trong những cái gì mình cần thiết. Thế thì nó không thành một bộ kinh được. Và ở đây, đoạn kinh này chỉ thuần túy là tán thán diệu dụng hồng danh Phật A-di-đà ở trong cõi này. Và chúng ta thêm một kiến thức nữa, tại vì có mấy người đi mới, Thầy muốn nhắc cho chúng ta hiểu thêm. Chúng ta xem Đức Phật là một đấng đạo sư, nhớ là đừng có xem Đức Phật như là một đấng quyền năng ban ơn hoặc là giá họa. Theo ta, thờ kính ta thì ta ban phước lành, nếu như mà trái lời ta thì ta đầy địa ngục. Đức Phật không có phải là người như vậy. Phật nói ta là một đấng đạo sư chỉ đường cho các con đi. Đây là con đường đưa đến đau khổ, con đừng nên đi. Đây là những việc làm dẫn tới hạnh phúc, con hãy nên đi theo con đường đó. Và Đức Phật nói hãy đừng nghe lời ta nói một cách mù quáng, thiếu cân nhắc, mà hãy đem lời ta nói, ngồi đó quán chiếu, suy ngẫm, tư duy, đưa vào nhiều cái khía cạnh của tuệ giác và thấy rằng nó không có sai chút nào. Rồi hãy đem điều đó ra mà hành động. Và khi hành động được rồi thì hãy đem cái điều đó, kết quả đó ra mà chỉ dạy cho người. Đức Phật dạy như thế chứ không có phải tin Ngài một cách mù quáng. Còn Phật của chúng ta thì thưa quý vị, tin mù quáng lắm. Cứ thấy ông thầy bà cô là nghĩ rằng họ là người tu, mà ai ngờ đâu không phải, cạo tóc cho mát chứ không có tu. Thành ra là ở bên trong họ nó khác rồi. Bây giờ có người gọi là cái nghề nữa, tu giống như một cái nghề nghiệp nữa. Thành ra là vô tu thấy cứ trớt trớt như thế thì cũng thành ông thầy bà cô. Chứ mà lúc bây giờ những người này thấy đáng thương, bởi vì họ không đủ cái phẩm hạnh, không đủ công đức
để thọ nhận sự cung kính của thí chủ của đàn na. Vậy mà họ cứ ngồi họ nhận sự cung kính. Mình thấy như thế thương cho họ hơn là mình giận. Tại vì thật ra mình có giận họ thì họ cũng không chết. Nhưng mà mình thì bị não phiền trong tâm. Cho nên chớ giận ai hết. Thế thì chúng ta trở lại cái vấn đề tu học. Chúng ta muốn tạo dựng cái công đức. Chúng ta đi vào ở trong cái cảnh giới của pháp môn tịnh độ này. Chúng ta tưởng lòng đến Đức Phật A-di-đà theo đoạn kinh này. Nói như thế nào? Này Phật tử, thí như có người, chữ này Phật tử này là, ý nói là lời dạy cho cư sĩ Diệu Nguyệt. Và chúng ta nhớ lại đầu bản kinh, cư sĩ Diệu Nguyệt mới nói rằng ở trong cái thời mạt pháp chúng sanh điên đảo, nhiều thứ ngũ trược ác thế, khó khăn vô cùng. Làm sao người ta có thể tu một cách dễ dàng, nhanh chóng và vẫn thành tựu được ở trong một bối cảnh khó khăn? Thì lúc bây giờ Đức Phật mới dạy đoạn kinh này, dạy cái cách niệm Phật này. Này Phật tử, thí như có người được món A-già-đà công hiệu bậc nhất thế giới. Cái món A-già-đà này là cái gì? Thuốc A-già-đà là thuốc gì? Hả? Hôm trước thầy có nói rồi. Ta giống như là loại thuốc tiên vậy đó. Loại thuốc tiên, cái loại thuốc này có thể chữa bá bệnh. À. Thì có thể chữa được 100 thứ bệnh. Bệnh gì? Bệnh phiền não. Nói tới đây, thầy bổ sung thêm cái ý thầy bỏ lỡ vừa rồi. Đó là Đức Phật nó đừng có tin cái lời dạy của Ngài. Và hãy suy chiếu, hãy soi chiếu và cẩn thận ứng dụng, sử dụng. Và khi sử dụng được rồi có kết quả thì mình mới tin lời của Phật. Như vậy chúng ta kết luận một điều, lời Phật là gì? Là pháp đối trị. Là pháp đối trị. Lời Phật dạy đối trị cái gì? Đối trị cái tâm phiền não khổ đau của chúng ta. Chứ chúng ta không xem Đức Phật là một đấng quyền năng ban ơn giá họa. Và Ngài là một đấng đạo sư dạy cho chúng ta những cái phương pháp để chúng ta tự đi ra khỏi đau khổ. Chúng ta nhìn thấy một đứa bé, nó ngồi bên, nó bị ghế lỡ, rồi nó ngồi ở bên cái lò lửa, nó gãi cái một ghế đó, rồi nó hơi vô lửa, và nó thấy nó đã ngứa lắm, thấy rất dễ chịu. Nhưng mà nó càng gãi chừng nào thì cái một ghế đó càng lỡ lét lớn ra. Người lớn ở bên cạnh đó ý thức rằng nó làm như vậy sẽ hại cho nó. Cho nên người lớn này họ bồng đứa bé ra khỏi chỗ khác. Và họ tìm cách họ chữa trị cho nó bớt cái một ghế đó. Nhưng khi bồng đi thì nó oán hận. Nó giận dữ. Nó nói tại sao nó đang gãi ngứa mà không cho nó gãi. Tại sao nó đang hơ lửa mà không cho nó hơ. Cũng như thế, chúng ta đi vào trong Phật Pháp, nghe sự dạy dỗ giáo huấn. Đôi khi giống như đứa trẻ bị phiền não. Nhưng mà một vị thầy có trách nhiệm thường phải làm sao tìm cách để đưa người Phật tử ra khỏi não phiền. Ra khỏi những cái tập khí trôi lên trong luân hồi, trong sanh tử. Cho nên chúng ta nhìn thấy đam mê sanh tử ghê gớm lắm. Và ở đây chúng ta xem lời của Phật như là pháp đối trị. Và mỗi người có một cái bệnh riêng. Cho nên có một pháp đối trị riêng. Nhưng mà trong nhiều cái pháp đối trị thì hồng danh của Phật A-di-đà hình như là đối trị được tất cả các loại bệnh. Bởi vì sao? Bởi vì cái loại bệnh nào cũng đều sinh ra từ vọng tưởng. Mà một khi niệm Phật thì vọng tưởng nó dừng lại. Và vọng tưởng dừng lại thì tự biết nên làm cái gì. Bởi vậy cho nên nhiều lần thầy đã thưa với quý Phật tử là chúng ta thấy lòng mình ở đảo điên, hãy cố gắng đỡ tâm tới hồng danh của Phật. Và khi mà cố niệm cho tâm mình thanh tịnh thì lúc đó quý vị tự biết nên làm cái gì. Có nhiều Phật tử cũng hối thầy, thưa thầy, việc đó con nên làm sao? Thực sự thầy không dám trả lời. Không dám trả lời, bởi vì sao? Bởi vì thầy không có biết rõ cái việc đang xảy ra. Nó có những cái chuyện vớ vẩn lắm quý vị. Rồi có một Phật tử gọi điện cho thầy. Thưa với thầy,
Là cái ông thầy đó lạ kỳ lắm thầy, con chán quá, con thất vọng quá thầy ơi. Mà thưa vị, thầy không biết là cái người Phật tử người nào nữa. Mà bây giờ nghe người ta thất vọng quá là ông thầy không lý nào không nghe. Cho nên ngồi im nghe. Nghe là tố cáo ông thầy đang ra gì hết. Tại nói thôi cô, ông thầy thì có thầy này thầy kia, nhưng mà nhiều khi cô không vừa ý, cô cũng nói vừa vừa thôi, chứ cô tố cáo quá cũng không hay. Tại vì cô làm gì nó không khéo tạo thêm nghiệp cho mình. Thôi, thì nói cũng vài ba phút rồi thôi, cũng tìm cách là mình hãm lại để mình từ chối cái cuộc gọi này. Rồi đâu hơn tuần sau lại có một người khác gọi. Cứ thưa thầy, cái cô đó có gọi cho thầy phải không? Cô nói ông thầy kia không ra gì phải không thầy? Thưa thầy, thầy đừng nghĩ là cô đó cũng uống thuốc tâm thần, cô tầm bậy với thầy. Tức là ai ở đâu, chuyện gì xảy ra, lôi thầy vô cuộc. Phải không? Tự nhiên lôi thầy vô, mà thầy có biết gì đâu. Mà thầy cũng may là sống trong tập thể nó quen rồi, thành thầy rất là khó tin việc. Thành là thầy cẩn thận, thầy cứ nghe thì nghe thôi. Và cứ gật gật cho chứ không hẳn là tin. Thì mình đâu có biết gì đâu mà tin. Cho nên ở đây cũng vậy. Thưa thầy, con nên làm gì? Làm sao mà dám nói? Đâu có biết đường nào, không thấy rõ công việc, không có hình dung hết cái việc đang xảy ra, mà cho một lời khuyên là nó sai lầm đó. Mà không khéo cái ảnh hưởng của ông thầy, người ta lại tin theo, là nguy hiểm. Sau này người ta làm sai, kết quả là không đúng rồi, cái họ oán là do nghe lời thầy nữa. Cho nên kinh nghiệm là chúng ta nên niệm Phật. Khi niệm Phật tâm chúng ta nó thanh vén xuống, thì ngay lúc đó chúng ta sẽ biết làm cái gì. Điều này nói ra nó các vị nghe hiểu liền à. Nhưng mà thầy thấy là chúng ta thường không có làm. Cho nên cứ gặp việc là nó rối rắm mình hết. Mà không chịu làm theo cách này, thành ra không thấy được cái tác dụng của nó. Đức Phật nói rằng danh hiệu Phật như là lửa lớn không thể đốt cháy, độc dược chẳng làm được tổn tánh mạng, gươm đao sắc bén chẳng thể chặt đứt nổi, nước lũ bọc lưu không thể nhận chìm được. Chữ nước lũ bọc lưu là gì? Là bọc lưu, bão lưu, nước lũ bọc lưu tức là chảy xiết, chảy mạnh. Nhưng mà cái chảy xiết chảy mạnh là giống ý nó là giống như là cái dòng nghiệp nó trôi, nó kéo chúng ta ở trong luân hồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần khởi niệm tu là nó muốn kéo ngược lại rồi. Ở nhà ngủ một đêm tới sáng rồi mà tới chuồng còn ngáp. Dạ chứ mà ra khối cái đây rồi nói cái chuyện làm ăn là tự nhiên mặt tỉnh rủi liền rồi. Cái chuyện làm ăn là nó kiếm tiền, kiếm bạc, kiếm danh đó là nó tỉnh rủi liền, nó say sưa liền. Còn nếu như mà nói tới cái chuyện đi ngược lại dòng sanh tử là bắt đầu nó muốn ngủ. Hay là bây giờ ở trong dòng đời nó mệt mỏi quá rồi, muốn về chùa cho an ổn, mà về thấy không gian nó an bình chút xíu, ngồi thấy thoải mái chút xíu, tự nhiên á mắt bắt đầu nó ngây ngây, nó nhắm lại á. Hay là cái thói quen ở trong sanh tử, cái tự ngã ở trong sanh tử nó cứ nó dụ dỗ. Cái thức thứ bảy á, nó tự ngã trong sanh tử đó, nó dụ dỗ nó đừng nghe cái đấy, nghe cái đó là đi ra khỏi luân hồi á, ở làm chúng sanh vui hơn. Đó, nó cứ nói dụ con người như thế, mà mình cứ kiếm cái pháp chúng sanh mình làm, còn cái pháp mà ra khổ sanh tử mình không có làm. Nó như là nước lũ vậy đó, gần lắm chứ không đơn giản đâu. Hay là khối cây không thể làm ngộp thở được, nó là cái năng lực siêu thoát hồng danh Phật. Cho dầu nước lũ tập khí trong sinh luân hồi, hoặc là cái khối cây của phiền não đảo điên, cũng không thể nào làm cho nó ngộp thở được, mà nó luôn có một sức giải thoát chiếu sáng. Cũng như thế, Bồ Tát phát tâm nếu thường xuyên niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là luôn uống cái món thuốc nhất thiết trí Bồ Đề Tâm, thì ngọn lửa tham không thể đốt cháy được. Một người phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo, và thầy khẳng định lại, học kinh liên quan tới cái tông phái Tịnh Độ đó là căn cơ Bồ Tát ha. Học kinh Địa Tạng các vị học rất thích lắm, bởi vì đó là nhân thừa. Bản kinh đó Phật thuyết cho con người, cho cõi người, thành những cái việc nó diễn ra bình thường như cõi người. Nhưng mà lên tới
cảnh giới của Thiên Thừa đã khó rồi. Rồi bây giờ tới Bồ Tát Thừa, tức là những ai quyết lòng ra khỏi luân hồi lục đạo. Cho nên niệm Phật đỡ ra khỏi luân hồi lục đạo. Và ngồi đây học Pháp để tìm cái phương ra khỏi sanh tử luân hồi. Chứ không phải học cho vui, hoặc là thỏa mãn một chút hiểu biết, hoặc là tụng một thời kinh để mình có thêm một chút cái phước lực và cuộc sống mình bình an, gia đình mình hạnh phúc. Như vậy vô tình đem kinh điển kéo lại để giải quyết một chút xíu ở trong luân hồi, nó thật là tầm thường. Chúng ta không phát tâm đó, mà phát tâm Bồ Đề, tức là tâm hướng tới sự giác ngộ. Làm sao đó làm? Tới giác ngộ là được. Muốn làm mới làm, mà miễn sao mục đích phục vụ cho sự giác ngộ thì hãy làm theo điều đó. Và ở đây á, nếu như muốn giữ cái tâm này trôi qua ngày này sang ngày kia mà không bị mất đi, thì chỉ có thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm đó nó sẽ không mất. Nói hay nhiều thứ lắm, nhưng nếu không hành trì thì trong một số nghịch cảnh khó khăn nào đó, nó sẽ làm cho mình thối thất tâm Bồ Đề. Những trường hợp này xảy ra rất nhiều, chứ không phải không có. Chỉ cần một chút thị phi, một chút đảo điên, một chút giận hờn, một chút nghịch cảnh, thì chúng ta cũng có thể thối thất tâm Bồ Đề rồi. Tức là thối lui rồi đó. Có một chút trở ngại là chúng ta thối lui rồi. Sáng nay là còn có người cũng tính thối lui rồi á. Tại thấy nó lạnh lạnh, trời mưa bay bay đó, là muốn vô cuộn cái mền rồi. Cuộn tới mức nó thành cái con kiến á, thành cái con sâu trong kiến luôn. Cho nên cái này chúng ta cẩn thận, phát tâm mạnh mẽ, không có để những cái chướng duyên nhỏ nhỏ như vậy nó trói buộc mình ha. Thì lúc bây giờ cái ngọn lửa tham lam, nếu như ai mình niệm Phật thì ngọn lửa tham lam nó không thể đốt cháy được. Cái lửa tham ấy, nó tham nó cũng sinh ra nước, nó cũng sinh ra lửa. Ví dụ như muốn lấy cái gì đó mà muốn có được cái điều đó mà nó không có được, trong lòng nó nắm ruột, nó như là lửa đốt vậy đó. Nhưng người nào chỉ cần niệm Phật thì cái ngọn lửa tham đó nó không có chi phối được. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường muốn một số việc nó diễn ra theo ý của mình và diễn ra nhanh chóng theo ý của mình. Đó cũng là biểu hiện của lòng tham. Mà biểu hiện lòng tham á, thì thường thường nó tạo ra cái sự lo lắng như lửa đốt. Và chỉ cách niệm Phật nó mới chặn được. Còn nếu không thì không có phương pháp nào hay hơn. Độc dược sân hận. Cái sân hận á, nó như là độc dược. Mình nói mình giận, đáng giận, mà người đó đáng giận, nhưng mà cái giận nó không giải quyết được gì hết á. Cái đó là mình ráng bỏ đi, chứ đừng có chấp thủ cái suy nghĩ này. Giận không giải quyết được gì hết. Rồi từ cái giận đó quá trớn thì nó thành ra là hận, và nó kết sâu ở trong lòng của mình. Hồi có một cô Phật tử sau đó không biết rồi, có một cái cuộc tình duyên không có được mạng mà, chia tay, sinh ra một đứa con trai, đặt tên đứa con trai là Thái Hận. Tức là hận như núi Thái Sơn vậy. Gừng không? Được là Thái Hận. Cái thằng nghe cái tên này sao mà sao cái tên này? Bắt đầu là bắt đứa con á, là không có được ở đời nữa, phải từ bỏ cuộc đời này, phải đi xuất gia. Và đứa con nó nghe lời mẹ đi xuất gia. Nhưng mà lớn lên cái chúng tử xuất gia không có đủ, thành ra cái chúng tử luân hồi nó cũng kéo ngược lại cuộc đời. Thì rốt cuộc á, rồi bây giờ không biết rằng là có Thái Hận gì nữa không. Nhưng mà đó là những cái tự khổ mình thôi. Cho nên cái độc dược nó hận rồi là làm đủ thứ việc, mà những cái việc đó nhiều khi không hại người ta được, mà rốt cuộc tự hại mình. Tự hại mình là nhiều hơn. Ngay khi mình nổi giận lên, lúc đó nó đã tàn phá tim gan máu huyết của mình rồi. Bệnh tật vô số phát sinh ra cũng từ những sự nóng giận này. Chẳng thể, nếu như người nào biết niệm Phật thì những cái độc dược sân hận đó chẳng thể làm tổn chân tâm, không thể làm tổn hại chân tâm của người này được. Gươm đao kiến chấp. Kiến chấp như là gươm đao. Đồ kinh này hay, có những cái mô tả rất hay. Cái kiến chấp nó như là gươm đao, nó sắc bén, ai đụng vô là đứt đó. Mà mỗi người có một kiến chấp. Kiến chấp này có khi nó giữ gìn một số truyền thống, nhưng thường thì nó gây sự trở ngại nhiều.
cái kiến chấp, rồi cái thấy biết sai lầm dẫn tới sự kiến chấp. Và cái kiến chấp này nằm sâu trong lòng của chúng ta, và bắt đầu nó sai sử chúng ta hành động theo cái thấy biết sai lầm đó. Kiến chấp chẳng thể chặt đứt huệ mạng. Thường thường kiến chấp là nó chặt đứt huệ mạng ha. Huệ mạng là gì? Tức là cái mạng mạch trí tuệ. Trí tuệ nó giống như là một cái mạng sống. Và cái mạng sống này phải được nuôi dưỡng bằng cách học tập rèn luyện. Và cái mạng sống này nó đi theo hai hướng. Một hướng là hữu lậu, một hướng là vô lậu. Hướng hữu lậu tức là học những cái kiến thức thế gian, thì nó đi vô cái hiểu biết của hữu lậu. Lậu là sao? Tức là qua một kiếp luân hồi là nó tan biến. Và công đức đó chỉ dừng lại ở trong kiếp này thôi. Rồi nó qua thời gian nó mục rửa hết đi. Có nhiều vị đi học lớn lên làm giáo sư, lên độ chừng khoảng 60 tuổi bắt đầu nó quên. Ngay cả những kiến thức mình nối đi nối lại hàng ngày, nhưng mà tới lúc nó quên thì nó quên. Nhưng còn nếu như biết tụng kinh niệm Phật, hành trì Phật Pháp, và người nào sẽ gặt hái được cái tuệ, tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát là sao? Tức là cái kiến thức, cái trí tuệ để vượt thoát đau khổ. Hay gọi là trải nghiệm đó. Một khi những cái cảm giác, cái xúc cảm phiền não nó kéo vào mình, đau khổ nó kéo vào mình có cái kinh nghiệm vượt qua nó. Người nào không có vượt qua nó được thì thường gục ngã. Ví dụ có một cái việc đó, một thất bại nào xảy ra trong cuộc đời, những người có năng lực vượt qua được thì họ thấy bình thường. Họ còn bị chao đảo, buồn phiền chút nhưng mà họ không ngã quỵ. Còn nếu như thiếu kinh nghiệm vượt qua đau khổ thì nó sẽ bị ngã quỵ. Trong nền giáo dục, đôi khi người ta cũng chích cho người khác giống một cái thuốc mà đề kháng về đau khổ đó. Nên những cái vị thầy họ tạo ra một số nghịch duyên để cho học trò phải vượt qua. Hoặc là giáo dục một cách mềm dẻo hơn, tức là nó ra những cái bài toán mà muốn giải được thì người này họ phải suy nghĩ rất là khổ. Nó từng bước, nó tạo ra cái sức chịu ở trong tư tưởng. Nhưng mà cái đó vẫn nằm trong cái thế giới của hữu lậu. Còn vô lậu, tức là một cái thế giới vượt qua đau khổ. Và kinh nghiệm này, nó đã có trong lòng rồi, thì bất cứ những đau khổ chỗ nào đều vượt qua được hết. Thì ở đây, tại đó là một cái huệ mạng ha. Và kiến chấp, nó làm trở ngại huệ mạng là sao? Tức là một khi mình đã kiến chấp rồi, mình sẽ không có sự hiểu biết nữa. Ở đây thầy cũng xin tán thán công đức quý vị. Tại vì quý vị đa phần cũng có những cái kiến thức ở thời gian khá dĩ. Ở gia đình các vị cũng làm người lớn, làm cha mẹ, làm ông, làm bà. Ở xã hội các vị cũng có những cái địa vị nhất định. Có hiểu biết rất lớn. Nhưng các vị không có ngừng lại cái mong muốn được hiểu biết thêm nữa mà mới chịu đi học. Còn chúng ta nhìn những người khác, chúng ta thấy không? Bắt đầu họ ngã mạng, họ kiến chấp đó. Họ nói, ồ, họ là đủ rồi, họ biết hết rồi. Và họ đem cái này ra, họ biện bác, đem cái lý kia ra để họ biện bác. Và họ đi đâu, họ cũng muốn thể hiện cái ngã chấp của họ. Hoặc là nếu như làm thêm có chút xíu đồng tiền nữa, rất là nguy hiểm nữa. Với cái tâm đó mà có thêm chút đồng tiền nữa thì thôi. Là chỉ có nghĩ là mình có khả năng kiếm ra tiền và ban phát cho người khác. Như vậy thì người đó họ chỉ dừng hiểu biết rằng đó thôi. Không thể nào mà biết được nữa. Cho nên chính cái kiến chấp này nó gây trở ngại. Thành ra người đi học đó, luôn luôn có tâm là cầu thị. Tức là cầu được thấy, được nghe nhiều hơn. Và bỏ hết tất cả những cái hiểu biết của mình ra khỏi tâm mình. Để mình ngồi mình lắng nghe một cách trong sáng. Thì trong đó bắt đầu mình sẽ nhận ra được có những điều mà mình đã quên đi. Hoặc là những điều mà bây giờ này mình hiểu ra. Và cái hiểu này nó sẽ hun đúc dần dần, mỗi ngày một chút. Nó tạo ra cái sức hiểu biết càng ngày càng lớn lên. Và một khi hiểu biết càng rộng rãi thì sức giải thoát người này càng lớn. Bởi vì những chướng ngại, những chông gai không gây trở ngại cho họ nữa. Họ thấy rõ rồi, họ biết rồi thì họ không đau khổ. Còn hễ mà nó bị bất ngờ, nó bị sốc, thế nào họ cũng chịu những cảnh tổn thương lớn. Dòng nước lũ hữu lậu không thể nhấn chìm chiếc thuyền bát nhã. Thuyền bát nhã này là thuyền không đáy. Thuyền không đáy. Hữu lậu như là một dòng nước lũ. Và thuyền bát nhã nó không đáy cho nên không thể nhấn chìm được nó.
Và nói tới thiền bát nhã thì nói tới trí quán không. Quán các pháp là như huyễn, thì tất cả những cái pháp hữu tướng không thể nhấn chìm được trí này. Còn cái pháp mà nó nói về cái trí hữu tướng, chẳng hạn như khoa học phương Tây á, thì nó làm mày làm. Cho dầu có mơ hồ nhất thì nó cũng lấy kính hiển vi nó soi, và nó vẫn có những khái niệm, những cái hình dáng như thế nào, hay là những cái phản ứng hóa học như thế nào, nó vẫn phải có hình dáng. Còn nói tới cái triết học tánh không á, cái triết học tánh không thì người ta không thấy, người ta không có là cái gì hình dung ra không ra được, thành ra người ta rất khó chấp nhận. Dòng nước lũ hữu lậu không thể nhấn chìm thuyền bát nhã. Nếu như bây giờ chúng ta sợ thuyền bát nhã mình đã chìm đi, thì chỉ có cách là thường xuyên niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Đám khối tà kiến, đám khối tà kiến là như cái đám khối nó mù mịt, nó làm cho mình cay mắt, mình không thấy đường nữa. Và nếu có thấy thì mình chỉ thấy toàn là tà kiến thôi, chứ còn mình không thấy cái điều nó trong sáng hơn, hoặc là không thấy cái giá trị tồn tại như thế nào, mà chỉ thấy là cái sự phức tạp phiền não thôi. Thì sao? Nếu như người nào bị cái đám khối tà kiến này nó che lấp, sẽ bị cái hơi thở giác ngộ nó chết ngộp đi, cái hơi thở giác ngộ nó không còn sống được nữa ở trong bụi mù tà kiến. Cái này là những cái hình ảnh tượng trưng ở thế gian rất là hay. Nhưng nói nôm na cả một đoạn này, người phát tâm Bồ Tát chỉ ôm lấy hồng danh A Di Đà Phật ở trong tâm mình, thì tất cả những cái chướng ngại kia không thể nào làm khó họ được nữa. Nội dung chính như vậy thôi. Kinh văn nói tiếp: thí dụ như có người cầm thanh bảo kiếm vô năng thắng ở trong tay. Lại cho một ví dụ như là một cái anh hùng ra trận cầm cái thanh gươm vô năng thắng, tức là không có cái gì chặt nó được, gọi là chém sắc như chém bùn. Thanh gươm này có thể chặt đứt tất cả mọi thứ, gọi là vô năng thắng, không có cái gì vượt qua nó được. Thì tất cả oán địch đều tránh xa, chẳng dám chống cự. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm bền trí mà xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chính là cầm lưỡi kiếm vô năng thắng đại Bồ Đề Tâm. Cái lưỡi kiếm vô năng thắng đại Bồ Đề Tâm, tức là vì lý tưởng giác ngộ, vì lý tưởng giác ngộ. Và chúng ta làm tất cả mọi thứ là vì lý tưởng giác ngộ. Muốn có động lực để làm những việc cho lý tưởng giác ngộ, thì người đó phải thấy ý thức rõ đau khổ triền miên nó đang hành hạ chúng ta. Chúng ta quán chiếu cuộc đời của Đức Phật, mình có rất nhiều bài học. Đức Phật chỉ cần một lần đi ngang qua cảnh lão bệnh tử, thì Ngài soi chiếu thẳng tâm của mình, và Ngài thấy rằng Ngài cũng mất đi. Ngài ngạc nhiên tới mức mà Ngài hối sa nạc. Cái đó là một cái mà chúng ta thấy hết sức là cảm động. Cái dàn trải của vua cha tạo ra một cái không gian hưởng thụ tới mức mà mù mắt hết, và Ngài nghĩ rằng là Ngài là thọ hưởng cái hạnh phúc bất tận chứ không bao giờ chấm dứt. Nhưng mà khi thấy cảnh như vậy, Ngài hỏi sa nạc: ta có già không? Ta có chết không? Sa nạc rất là ngây thơ, rất là vô tư. Ngài cũng vậy, phải già phải chết. Những câu nói đó giống như là khai thị cho Thái tử, và những hình ảnh đó mở cho Ngài một đôi mắt trí tuệ. Vậy thì sự khổ não đầu tư mọi thứ cực nhọc để làm gì, trong khi được vun bồi một cái hạnh phúc gọi là áo ánh. Cái hạnh phúc này nó chỉ tạm bợ nhất thời, nó rất là ngắn ngủi ở trong thời gian này. Và các vị ông tiên nhắm mắt lại coi, sờ sờ lên đầu mình thấy tuổi nhiều lắm, phải không? Tuổi nhiều lắm, nghĩ mới ra thôi mà sao tuổi nhiều quá vậy? Sự thật là vậy đó. Hồi sáng các cô Phật tử nói con đi qua Mỹ được vài chục năm, thì thầy ước lượng lại cái thời gian đó, hình như thầy đang ở tu viện Yên Thiều. Và thầy cũng có biết một số người đi Mỹ, và thầy nghe nói đi Mỹ, tự nhiên cái mình ước lượng lại, ồ, mới ra thôi mà mới chục năm rồi. Thời gian nó nhanh như vậy đó. Vậy mà chúng ta làm hết mọi thứ để vun bồi cái hạnh phúc giả tạm này, rồi cuối cùng mình ra đi tay trắng.
Thì thái tử không có chấp nhận mình sống một lối sống như vậy, cho nên ngài cương quyết từ bỏ, cho nên ngài đi tìm con đường. Và con đường ngài tìm ra được, ngài dạy lại và chúng ta đang học đây. Vậy mà chúng ta còn chơi nữa, còn chơi không muốn học. Trong khi con đường ngài tìm cực khổ như vậy và ngài thành tựu được, còn chúng ta có sẵn con đường do Đức Phật đã vạch ra, nhưng chúng ta lại không chịu đi lên đấy, hay là đi một chân thôi, cò cò thôi. Thật là thảm hại phải không? Làm sao mà mình ra khỏi được? Bây giờ nói là các vị ngồi cười, cho nên mai vô nhà hoàng rồi cười. Sự thật là như vậy đó. Thấy không hiểu sao hồi xưa thầy, khi mà mới chùa đại ra, thầy rất là thao thức. Tại vì thầy nhìn thấy sao hình như già hết rồi, gần chết. Thầy nhìn thấy người nào thấy cũng gần chết rồi. Mà hồi công việc nó nhiều quá, mà hai ba đám tang thì phải dồn lại nữa. Hồi có cô gì quên rồi, cô Hương người đó, cô Diệu Hương người đó, đó mới thì mới chết mất. Mình lâu hay chưa kịp nhớ cô là cô đã chết rồi. Làm trong tâm thầy cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, và thầy thấy con người mình nhanh quá, và tại sao Phật tử mình không có chịu đi ra ta? Nó cứ loanh quanh chuyện này chuyện kia sao lạ ta? Không chịu đi chứ khó gì? Không có khó, anh chắc không chịu đi thôi. Không có chịu đi, mình tự mình trối mình. Rồi chúng ta trở lại. Cầm thanh kiếm vô năng thắng ở trên tay, tức là hồng danh A Di Đà Phật. Như là cầm được cái gì? Cầm được một bảo kiếm đại Bồ Đề Tâm, thì có thể đẩy lui tất cả oán địch vô minh tà kiến và hàng phục vọng tướng. Hàng phục được vọng tướng, tức là đã thành Phật được đó. Và phương pháp này, Nam Mô A Di Đà, tức là thành Phật. Thí dụ như có người cầm viên thuốc Ma Ha Ưng Già. Cái chữ Ma Ha Ưng Già này nó liên quan tới con rắn. Chứ con rắn mà thầy, thực ra thầy đi kiếm trong từ điển, thầy không kiếm ra chữ này. Là nó giải thích cái cách, thầy muốn biết cái cách này, cách làm cái thuốc này như thế nào, nhưng mà thầy không tìm ra, hiện giờ chưa tìm ra. Sau này thứ sao, những cái câu thường thường kinh điển thầy nói ra nó rất là rõ ràng và có khi cứu sách vở hết á. Như ví dụ như ở tại Vạn Giả ngày xưa đó, nó có một cái thuật là trì chú để sai khiến thú rừng. Và có những cái truyền thống, tại vì có những cái bộ tộc, những cái tộc trưởng, những cái gia đình đó, họ thừa hưởng một cái câu chú đó, và câu chú đó không biết làm sao và người ta luyện được và truyền từ đời này sang đời khác. Và họ có thể đọc câu chú lên, bắt đầu là họ sai khiến, ngay cả hố, ngay cả báo họ cũng sai khiến được, và phải làm theo mệnh lệnh của họ. Nhưng mà cái tác dụng nguy hiểm câu chú này á, là khi sử dụng nó nhiều quá sức thì bản thân người trì chú đó sẽ biến thành con hổ, chỉ biến thành thú, cho nên nó không được lạm dụng. Chỉ khi nào là để bảo vệ một cái đó linh thiêng. Và lúc bây giờ một cái gia đình còn sót lại á, đó là có một cái ông này, ông muốn giữ cái rừng trầm hương của ông. Thành ra ông vợ mất nữa, thành ông dắt hai đứa con gái vô trong rừng, và ông dạy cho con gái biết đọc chữ và sống trong rừng, và ông sai khiến thú dữ đi kiếm thức ăn về. Và ông sống một cái thế giới riêng trong đó. Thì hôm đó có hai anh chàng thanh niên nhà báo cũng nghe tin là trong cái học khối của mình thì biết như vậy, và đi vô đó tìm. Thì đi tìm ở hướng đó, tự nhiên thấy hai con hổ nó nhảy ra, hai anh chàng hết hồn và chết xiêng mất. Nhưng mà khi mở mắt ra thì thấy hai cô gái xinh đẹp đang ở gần mình. Và hai người cũng có cái máu, khởi cái máu mà nam nữ lên. Thế là ở với hai cô gái đó. Và khi ở với hai cô gái đó một năm trời thì tự nhiên nhớ cái cuộc sống ở dưới đồng bằng và muốn trở về. Cái cô em ấy cảnh cáo cái người chồng của mình là không được về, nếu như rời khỏi đây sẽ bị hổ nó ăn thịt. Nhưng mà anh cái này không chịu, và đêm đó anh lén về. Thì quả nhiên khi anh về thì
Ngày hôm sau thấy cô gái đó ngồi một mình, không nói tiếng nào. Và cái người kia biết là người bạn của mình bị hổ ăn thịt rồi. Và cái người chị mới dắt cái anh chàng này ra, thấy là cái bộ xương còn đó. Rồi nghe đâu là, nhưng mà cái người chị ấy, thì biết người chồng của mình không có muốn ở, cho nên người chị rộng lòng hơn, thành ra tìm cách đưa người chồng xuống cái núi. Và sau đó cái quá trình mà có thức ăn thức uống mọi thứ ấy, thì cái người hai cái cô gái này sử dụng câu chú đó để sai khiến voi nó đi lấy nước khí lấy trái cây và cọp nó đem cái thú rừng về. Thành ra họ sử dụng cái thần lực câu chú này nhiều quá, và cuối cùng người ta mới phát hiện ra là có một trận cháy rừng ấy, người ta phát hiện ra có hai con hổ nó chết và có hai con theo nó. Và anh chàng nhà báo này quay lại tìm kiếm thì mới đoán ra đó giống như là vợ của mình và đứa con hổ đấy. Và anh đỡ cái đó, tới 10 năm trời anh tìm kiếm thì đến tại Sài Gòn mới gặp một người anh của cái ông đó. Cái ông mà vô rừng đó, anh ruột. Và ông nó còn sống ở Sài Gòn. Thì người đó mới tới cầu xin mới hối, thì ông kia mới có thật là trong gia đình ông có cái chuyện đó. Ha. Đó là những cái việc mà do người ta sử dụng tà thuật. Những chuyện này mà muốn sử dụng được nó còn khổ luyện nhiều lắm, chứ không đơn giản đâu. Không phải là đọc ra là được đâu. Và có sự huấn luyện. Cho nên cái vụ này nghe có vẻ hay hơn Phật Pháp phải không? Thành có vẻ là mặt mày có vẻ nó chăm chú hơn. À, thấy không? Nhiều đó là thấy đạo điên đầy hết rồi. Cái ai đó luyện cái thuốc ma ha ưng già. Cái thuốc này á, cầm ở trên tay, tất cả những cái loài rắn nghe mùi là nó bỏ đi hết. Cho nên rắn rết trùng độc nghe mùi liền lánh xa. Cũng như thế, người phát tâm bồ đề, phát bồ đề tâm, giữ mình ở trong một viên thuốc tối diệu tối thắng đại bồ đề tâm, đó là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tất cả rắn độc thập truyền thập xứ, rắn độc thập truyền, rất độc thập xứ, trùng độc phiền não nghe hơi thấy đều tiêu hoại. Thầy giải thích cho các vị nghe chút xíu là thập truyền là cái gì, các vị có nghe chưa? Thập truyền thập xứ tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần quảng tác vô biên chi tội, nê lê khổ thú ngã quý đạo trung. Xưa chư tổ đọc những câu sẽ ghê gớm không? Thập truyền thập xứ nó tích, tức là nó gom lại thành gì? Hữu lậu chi nhân, tức là cái nhân đưa đến hữu lậu. Thập truyền thập xứ tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần mà quảng tác vô biên chi tội, để làm gì? Nê lê khổ thú, tức là nê lê tức là địa ngục đó, cái cảnh khổ trong địa ngục. Ngã quý đạo trung, tức là con đường của ngã quý. Sáng sớm mà đọc những cái bài sám như vậy, trong lòng mình chấn động hết, thấy cuộc đời mình y như vậy đó. Và thì ở đây tập truyền, tức là nói tập xứ trước rồi tập truyền ở sau. Tại vì sao? Vì tập truyền nó dựa trên tập xứ mà ra đời. Nói tới thập xứ thì nó là căn bản, tức là số căn bản phiền não. Tham sân si mạn nghi ác kiến là số căn bản phiền não. Nhưng mà ở trong cái ác kiến đó, trong ác kiến đó, nó là chia làm 5 chi phần. Chi phần là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Tham sân si là hiểu rồi, ngã mạn là hiểu rồi, nghi ngờ là hiểu rồi. Nhưng mà còn cái ác kiến á, tức là 5 yếu tố nó gộp lại thành ác kiến, thì là thân kiến, tức là cái kiến chấp sai lầm về sự tồn tại của thân. Biên kiến là cứ nhìn thấy một bên không thấy nó hoàn chỉnh, biên kiến. Rồi tà kiến tức là thấy sai, lúc nào cũng thấy dưới một cái ánh mắt tà vậy thôi. Tà kiến. Rồi kiến thủ tức là chấp giữ cái hiểu biết của mình, cứ cho rằng mình hơn người khác. Và giới cấm thủ tức là
là có những người họ có những cái quy định sống của cá nhân họ, nhưng mà ai vi phạm nguyên tắc cá nhân của họ đó thì họ rất là sát phạt. Và vô tình hoặc là có những tôn giáo nó có những cái điều chấp trước phi lý, những điều chấp trước đó lẽ ra không có nên sử dụng. Ví dụ như tới năm nào đó thì người ta nằm trường xuống người ta ăn, chứ không có ăn bằng cái tay nữa mà nằm trường xuống và ăn bằng cái miệng. Tại vì cái gia đình đó ngày xưa sau đó họ rơi xuống hố sau đó, rồi có một con rắn mãng xà nó cứu người ta sống lại được, và người ta thương nhớ cái hành động của con rắn đó, và cứ hàng năm là người ta như vậy. Hôm đó có đứa con mình ở trong nhà nó chơi, rồi có một cái anh chàng đó đi ngang qua cứ nhìn vậy đó, rồi anh đi về. Thì tối lại đứa con nó sốt lên, nó đau ấm trắng, nó đau, và người ta biết nó ồn, có một anh nào đó nhìn qua nhìn lại như vậy thì anh đang làm đó, anh thư yếm đứa con của anh rồi. Lẽ ra chỉ cho uống mấy viên thuốc sốt là nó bớt thôi, nó hết thôi, nhưng mà không, nó là giới cấm thú mà, nó trong cái suy nghĩ sai đó, trong cái quy định của dạy xã hội như vậy nó sai. Bắt đầu là họ làm cái gì, họ thì lấy một cái miếng ván hồn, cái ván hồn là ván người chết rồi, nó còn cái miếng ván hồn đó ha, lấy cái miếng ván hồn đó người ta đi tới nhà của anh chàng mà nhìn qua nhìn lại đó. Và tới đó làm gì, đi phải đi một con đường là không phải con đường có người đi, tức là xé rừng đi con đường mà chưa có ai đi. Cái quy định mình không hiểu tại sao nó phải làm như vậy, chứ mà tới đó làm gì, nhìn thấy anh đó xong rồi chỉ mặt và nói ngày hôm qua anh tới nhà tôi, anh nhìn con tôi như vậy, con tôi bây giờ nó đau nặng rồi, nói xong cái đó rồi thấy cái miếng ván hòm xuống ở trước mặt người đó và đi về. Thì cái người đó họ làm gì, tức là tự nhiên họ không được ăn uống nữa và tới chết. Tự nhiên họ phải làm chuyện lạ kỳ không hiểu, tức là trong cái truyền thống của họ nó kỳ lạ. Mà hồi đó thầy thấy cảnh ngang tàn quá, thầy vô thầy ẵm đứa nhỏ lên, thầy lấy thuốc cảm tên là non đó, nên thầy cho nó hai viên bớt mất. Mà lúc đó cho nó uống rồi là bắt đầu thầy cũng sợ cái áp lực tới mức mà nếu như đứa nhỏ này có chuyện gì á là thầy phải biết cái họ đó. Ghê gớm lắm, tại vì họ nghĩ đứa nhỏ này có chết nó cũng thành con ma trong bán trong làng, còn nếu cho nó uống như vậy á nó chết nó không được làm ma bán làng. Cái những cái giới cấm thú nó kỳ quái nó xảy ra như thế, mà chúng ta thấy không, tức là những cái điều đó là dẫn con người ta tới chỗ đọa lạc. Cho nên cái thập xứ là gì, tức là tham nó dẫn mình, rồi si sân nó dẫn mình, nó gì, nó sai xứ, nó sai xứ, nó khiến mình ấy, xứ là sai xứ, là xui khiến là sai xứ, cho nên gọi là thập xứ. Rồi từ cái thập xứ đó nó sinh ra là những cái yếu tố phụ theo nó, chẳng hạn như là vô tàm vô quý, vô tàm vô quý, đó là cái đang nói là thập truyền đó nghe, tức là dựa trên cái thập xứ mà ra. Chẳng hạn như đầu tiên mình ăn trộm, lần đầu thấy nó cũng kén rứt lương tâm lắm, nhưng mà lần sau lương tâm nó gãy răng hết, thành ra nó không kén nữa. Cho nên lần sau ăn trộm thấy thoải mái. Ví dụ như nó nói là cái gì? Là vô tàm vô quý đó. Nó vô tàm vô quý. Rồi tật đố. Cái tật đố này là cũng do một cái yếu tố tham sân si sao đấy. Nó sinh ra cái lối tật đố. Thấy đơn giản như vậy nhưng mà nó tồn tại trong tâm chúng ta rất là lâu. Bản thân mình bây giờ này cũng mang tật đố nhiều lắm. Chứ không phải không có đâu. Phải soi chiếu rõ mình mới tu tập được. Rồi sang tham. Sang tham tức là nó giống như là cái bốn chén mà không cho đó. Cái đó gọi là sang tham bốn chén. Rồi hối. Chữ hối này nó cũng sinh phiền não. Cái chữ hối nó là một điều tốt. Nhưng mà trong quá trình đang hối á, nó có phiền não. Ví dụ như mình làm sai cái gì, mình thấy mình hối hận. Và có thể là cái hối hận nó làm cái đêm mình không ngủ được. Mình thấy ăn năn. Trong trạng thái, trong thời gian đó có phiền não. Nhưng mà nó được cái là nó hối hận dẫn tới cái điều thay đổi tốt hơn, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái trạng thái là phiền não, cho nên gọi là thập triền đó, là những yếu tố nằm trong phạm vi của phiền não. Rồi miên tức là ngủ,
ham ngủ, ngủ tới một con mắt rồi mà cũng còn muốn ngủ nữa. À, ngủ luôn thôi, ngủ không sợ, một mắt mà. Chào cứ ngồi im học cái mà cứ là quay cái này quay cái kia, à, tụng kinh Hoa Nghiêm mà không không hiểu gì hết rồi, cứ ngay ngay cái mạch ra. Mà tới khi mà thầy nói cho ít chữ đã hiểu rồi, cứ kiếm cái này làm, kiếm cái kia làm. Nên làm sao cho nó trào cứ đó, nó cứ nó lấy hay cái này, lấy hay cái kia. Đó, rồi thầy đang giảng, cố giảng cho hiểu, nhưng mà cũng khèo khèo nói chuyện riêng. Giống như ta muốn thể hiện ta là ta biết chuyện đó, vui lắm vậy đó. Nó trào cứ, cứ nhảy qua nhảy lại cái cục cửa cái này, cục cửa cái kia. Rồi tới khi mà người ta ngồi thiền im ru vậy, coi như mình cũng gãy ngứa nữa. Nó cứ gãy gãi rồi cái này kia đủ thứ hết. Cho nên cái trào cứu nó cưa lắm, nó không đứng yên một chỗ. Rồi tới gì nữa hả? Trào cứu rồi tới hôn trầm. À, hôn trầm là buồn ngủ. Cái tâm mình thấy nó dễ thương lắm. Nó y như là trẻ nhỏ vậy đó. Ai mà nói xấu nó cái là nó sáng mắt nó nghe thứ người ta nói gì. À, mà ai... ai mà dán cho nó đạo lý giác ngộ là nó muốn ngủ rồi. À, rồi cái là ai mà bày nó chuyện làm hay là mà nó tính vội lắm. Ai xúc phạm nó một câu là vừa là mấy ngày nhiều khi nó không ngủ được. À, cho nên cái này là cái hôn trầm đó. Nhưng mà cái lúc học chánh pháp thì nó cứ nó ngày ngày. Rồi phẫn nộ. Phẫn nộ cũng sinh ra phiền não. Hở một chút là cứ phẫn nộ lên. Để thể hiện sức mạnh. Nhưng mà thực ra nó không phải là sức mạnh. Cái sức mạnh thật sự là một sự nhẫn nại. Chứ còn phẫn nộ thì ai chẳng làm được. Như đứa bé sinh ra nó khát sữa là nó đã phẫn nộ, nó khóc rồi. Rồi một điều nữa là che giấu. Chữ Hán dùng chữ là phú. Phú tức là che giấu, che đậy. Tại vì những cái ác pháp mà chúng ta không phát lộ sám hối, không có đối diện để thay đổi mà chúng ta che đậy nó lại, thì ở trong đó nó chứa đựng. Cho nên một cái thập xứ tức là nó sai khiến, nó xui khiến, còn cái thập truyền kia là nó cứ nó giữ lại đó để nó nuôi cái bầu phiền não. Thập truyền thập xứ, nhớ được chưa? Thập truyền thập xứ. Dạ thưa cô. Miên là ngũ nghĩ đó. Thủy miên á. Ồ, cái miên này là cái ngủ, là ngủ, cứ thích ngủ à. Còn cái mà hôn trầm á, là lẽ ra là mình chưa phải ngủ, không có giờ ngủ. Mà nó cứ nó ngay vậy đó, nó hú không ngủ, thức không thức. Lúc đó trí tuệ nó không có. Và nghĩ gì cũng không ra hết. Mà thực ra con người mình nó mệt hơn. Có những trạng thái là mình không ngủ, thôi mình dậy đi. Mình dậy đi mình làm đó, mình cứ kiếm chuyện mình làm đớn đại đi, cái người mình nó mệt, cái nó ngủ rồi. Nhưng mà mình không. Mình cứ nằm đó mình ráng mình dỗ cho nó ngủ. Rồi lên qua lên lại mình cứ dỗ hoài nó không ngủ. Cái trạng thái đó đó. Trạng thái nửa ngu nửa thức đó. Đó là hôn trầm. Còn có những người là... Dạ cô. Không. Niệm Phật sao hôn trầm nữa. Hôn trầm đâu còn niệm Phật nữa. Ồ, cái lúc ngủ luôn là nó ngủ sao hôn trầm. Ví dụ như bây giờ mình đang nằm mình không ngủ được thì mình niệm Phật, thì lúc đó là mình niệm Phật. Nhưng mà khi mình ngủ quên rồi thì nó là ngủ chứ không phải là hôn trầm. Cái hôn trầm tên là nó dạng hôn ám, nó cái buồn ngủ nó hôn ám, nó làm cho mình không có suy nghĩ được. Ví dụ như mình đang ngồi thế này mà nó không muốn, lẽ ra mình đi tụng kinh nó có phước, nhưng mà mình thấy kinh sao cái chữ nó trét trở và mình đọc không nhanh nữa, tại vì bốn quyển kinh nó dày quá. Mình đọc ít quá thì lâu lắm mới hết được bộ kinh. Thành ra thầy đọc hơi nhanh một chút và chúng ta đi theo. Nhưng mà không khéo á thì bắt đầu hai mắt mình nó cứ nó mờ cứ dính lại vậy á. À. Đó là bắt đầu đó là trạng thái nó hôn trầm đó. Được chưa? Chuyện này á nhiều thì chúng ta không cần nhớ những cái trạng thái chi tiết nhiều, chúng ta chỉ nhớ rằng thập xứ tức là 10 yếu tố tâm lý căn bản nó gây ra mình, nó sai sử mình để mình hành động sai lầm. Rồi cái thập truyền á tức là nó chia lại, nó làm cho mình ở trong đấy, cứ quằn quằn trong đấy và nó nuôi dưỡng ác pháp. Thập truyền thập xứ
tích thành hữu lậu chi nhân. Người thấy hay chưa? Đọc câu kinh của nó hay vô cùng. Nó tập truyền, tập sử nó gom tụ lại, nó tích tụ lại thành cái nhân hữu lậu. Lục căn lục trần, lục căn mà tiếp xúc với lục trần, quán tác vô biên chi tội. Hai yếu tố đó tạo ra cái gì? Nơ lơ khổ thú. Nơ lơ tức là địa ngục, đau khổ, ngã quý đạo trung. Tức là cái loài ở trong đường ngã quý. Thí dụ như các loài dược thọ tên là sang đà na. Người nào dùng vỏ cây để thoa vào chỗ ghế lỡ thì hết đau nhức. Ở Ấn Độ có cây sang đà na này, không biết Việt Nam mình không biết, nhưng mà ở Ấn Độ thì nó có cây này, cây là tên riêng, tên là sang đà na, cho nên các ngài không có dịch ra, mà nó là một cây làm thuốc. Và người ta muốn chữa cái bệnh ghế lỡ bằng cách đó, là người ta đi lấy cái vỏ cây sang đà na. Nhưng mà cái vỏ cây sang đà na nó có cái hay, tức là khi vừa cậy cái vỏ nó thì cái da nó liền lại. Và người ta cậy hoài không hết vỏ cây sang đà na. Có một điều lạ kỳ như vậy. Không biết ai gặp được cái cây này chưa. Thì vỏ cây để thoa vào chỗ ghế lỡ. Tại chúng ta học, cố gắng nhiếp tâm học, thì các vị cứ nối theo là thầy, giống như nó làm phân tâm thầy. Lẽ ra thầy muốn nói cái đó, mà nói chuyện kia là giống như nó phân tâm chuyện khác. Cái đó không nên. Cái đó thầy tối kỵ á. Thì nhiều khi thầy phớt lờ đi tới thầy giảng, cho vô tình làm hại cho cái gọi là cái gì, cái dòng chảy của sư phạm á, của truyền đạt á, nó bị gặp cưỡng nó giữ lại đó. Thành hồi nào chúng ta hối thì hối, hồi nào chúng ta phát biểu thì phát biểu, nó đâu là đó. Chứ còn ở trên cứ thầy nói xuống, ở dưới nói lên, chặt như chợ, không phải là cái pháp hội. Thí dụ như có loài dược thọ tên là sang đà na. Người nào dùng vỏ cây để thoa vào chỗ ghế lỡ thì hết đau nhức và ghế lỡ liền lành lặn như xưa. Vỏ cây ấy vừa bị bóc ra thì nối liền lại ngay, lấy mãi không hờ hết được. Cũng như thế, Bồ Tát Sơ Phát Tâm liên tục xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật chẳng khác nào trồng cây dược thọ nhất thiết trí. Giờ bây giờ cái yếu tố nhất thiết trí biến thành như là một cây dược thọ. Nếu có người nào gặp gỡ mà phát khởi lòng tin thì ghế lỡ, phiền não, nghiệp chướng đều bị tiêu trừ, thân tâm không còn đau khổ. Nhưng cây dược thọ nhất thiết trí không hề tổn hại mấy mây, danh hiệu Phật vẫn y nguyên bất động. Nguyên đoạn kinh này chúng ta hiểu như thế này: mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày, trong tâm mình an ổn. Và những người bị ghế lỡ phiền não, nó quấy nhiễu tâm, và tâm người này khó chịu, đau khổ, bị bức rứt. Giờ gặp được một người niệm Phật, người niệm Phật chỉ cho họ cách niệm Phật, và họ có tín tâm, họ tin cái điều đó và họ niệm Phật theo, thì cái ghế lỡ phiền não trong tâm của họ nó tan biến. Và khi ghế lỡ trong tâm họ nó tan biến, nhưng mà người dạy cho họ phương pháp niệm Phật này không có bị ảnh hưởng gì. Ví dụ như những cái gì thầy biết ở trong đầu thầy, thầy hướng dẫn cho các vị, thì các vị có tăng thêm sự hiểu biết, nhưng mà trong đầu thầy thì nó không mất được sự hiểu biết. Và cứ như vậy, cho dù bao nhiêu người có lấy những kiến thức đó, những hiểu biết đó đi nữa, thì cái hiểu biết trong đầu thầy nó cũng không bao giờ nó giảm xuống, mất đi. Năng lực hồng danh Phật A Di Đà cũng vậy. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật và hướng dẫn cho người khác niệm Phật, để người ta đối trị với tâm phiền não đau khổ của họ. Nhưng cái khả năng niệm Phật của người này không bị mất đi, và màu nhiệm hồng danh trong tâm người này cũng không hề thuyên giảm, giống như là cây sang đà na. Cứ lấy cái vỏ này thì nó ra ai khác, lấy ra ai khác, nó không bao giờ mất. Thí dụ như có người ném vào khoảng đồng trống một nhúm rễ cây hương phụ. Thầy không biết cây hương phụ là cái gì. Có phải nó như là cái cây tranh không? Các vị biết cây tranh không? Cây tranh, có tranh đấy.
Đúng rồi, có tranh lập nhà đó. Cái rỡ tranh đó nó dữ lắm. Cái rỡ tranh muốn muốn giết nó chỉ có bằng cách là trời mưa mưa dầm á, mưa liên tục không nghỉ, thì mình ra mình cuốc đất lên, cứ mình cuốc lên là nó bị uống nước là nó chết. Nhưng nó chỉ cần có một mét rỡ thôi là nó cũng thành lên một cây. Và cái rỡ ở dưới nó đi rất là nhanh, nó đi trong một thời gian ngắn thôi là nguyên cái vùng đó là biến thành tranh. Có khi một năm thôi là thầy thấy cả một cái ngọn đồi biến thành tranh, đi nhanh ghê gớm như vậy. Mà nhất là cái mùa đông, nếu như nó không bị uống nước thì nó lại đi nhanh hơn nữa. Và khi mà mùa hè nó khô này nằm im đấy, rồi tới khi mà mùa đông nó lên nó lại thì nó mọc lại, thậm chí chặt hết rồi đốt đất đấy, đốt hết nữa, nhưng mà nó vẫn nằm như đó, rồi mưa xuống nó lại mọc lên lại. Thành ở đây có một ví dụ như là chùm như là cái nhúm rễ cây hương phụ. Người nào thấy vào khoảng đất trống một nhúm rễ cây hương phụ, chẳng hạn như là rễ tranh đi ha, chẳng bao lâu nảy nở vô số cây ấy lan tràn che khuất hết tất cả cánh đồng lớn. Cũng như thế, Bồ Tát Sơ Phát Tâm quyết tâm gieo trồng trên mảnh đất tâm một nhúm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật. Phật nói tội ghê gớm không? Nó nhiều niệm nhiều quá, ngán quá, còn muốn niệm. Phật nói thôi, gieo một nhúm thôi, giờ niệm ngày còn 2 phút thôi. Có nhiều Phật tử tới thưa với thầy, nói là con phiền não quá thầy, mà con thầy chỉ cho con làm sao tu cho nó hết phiền não. Nhưng mà thưa thầy là con không có thời gian, thầy thông cảm với thầy. Thôi hết biết phải không? Nói câu trước câu sau là thôi. Cái câu trước thì mớm muốn cậy miệng thầy ra, câu sau thì sao? Dán miệng thầy lại. Một câu của mình thôi. Nói câu trước thì hỏi để mình nói, mà câu sau thì chặn miệng mất rồi, thì làm sao chí? Nhưng mà thầy thấy chỗ đây mới thấy Đức Phật thật là vĩ đại. Ngài mới chỉ cho một cái phương pháp là niệm Phật thập số đấy. Tức là đứng nhìn về hướng Nam, hướng Tây, đứng chỗ nào cũng được. Đứng nhìn về hướng Tây, rồi nhắm mắt lại, rồi hít một hơi, rồi cái là niệm Nam Mô A Di Phật đó, hết hơi đó, rồi hít một hơi nữa, niệm được 10 hơi như vậy là sao? Tức là một công phu ngắn nhất như vậy. Và thầy chỉ cho cô này là một ngày cố gắng làm được 2 lần như vậy, có thì giờ không? Hít thở cho nó khỏe người chút xíu, thì cũng có một công phu trong đó, mà không biết có còn thời gian để hít thở nữa không cô? Nói như cô nói rằng, cô không có thời gian hít thở nữa, thì thôi thầy. Thì cho nên khổ lắm, thành ra là tu thì muốn tu, phiền não thì muốn ra khỏi, hạnh phúc thì muốn có được, nhưng mà không có thời giờ. Thôi chịu rồi, thưa thầy cũng với bụng quá thầy ơi, mà con không có thời giờ ăn. Chứ ai làm sao? Làm sao được? Không cách nào được hết. Cho nên người này chưa cách nào khui cái bụng của họ rảy, bỏ cái ống vô, rồi treo sau lưng họ một bao đồ ăn, cứ từ từ nó chảy vô ra rồi. Rồi họ muốn làm gì họ làm. Chỉ có cách đó thôi. Nhưng mà nhiều khi hết đồ ăn rồi họ nó cũng không có thời gian để tiếp nhiên liệu nữa là khác á. Thành ra là tu tập phải có thời giờ. Chỉ có thấy rằng là cần cơ thể này muốn sống được là phải ăn. Thì tinh thần của mình muốn nuôi dưỡng nó được lành mạnh trong sáng cũng phải có thời giờ. Mình phải cân bằng cuộc sống thôi. Chứ không cân bằng được thì làm sao? Cũng như thế, Bồ Tát Sơ Phát Tâm gieo vào cái ruộng tâm của mình một nhúm thôi, thì tựa như ươm bón thứ rễ cây không tánh. Rễ cây không tánh đó chẳng bao lâu sẽ sinh sôi nảy nở vô số thảo mộc tri kiến Phật, tràn lan che lấp cánh đồng vô minh. Những cái hình ảnh ví dụ này rất là hay không? Vô minh như là một cánh đồng lớn, chỉ cần gieo xuống đó một nhúm cái rễ cây, cái rễ hồng danh của Phật, thì tự nhiên ở trong đấy bắt đầu nó sẽ sinh sôi nảy nở. Bởi vậy cho nên khi niệm Phật á, chỗ đây cho mình một cái hiểu biết rất là hay, đó là cái sự phát triển tự ở trong tâm. Điều này nếu như để ý về khoa học á, thì thấy khi chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật khoảng 5 phút thôi, thì cái âm hướng nó vô trong lòng được rồi á, tự nó sẽ sinh sôi nảy nở trong lòng. Và ngày hôm sau chúng ta niệm, chúng ta thấy mình nhiếp tâm sâu hơn.
Chúng ta đi học cũng vậy, tối chỉ cần đọc qua cái bài đó một lần rồi ngủ, sáng sớm dậy đọc đó, nó thuộc liền rồi. Mặc dù ý thức ngủ nhưng mà ở trong tâm nó sinh sôi nảy nở trong đấy. Cũng như vậy, làm một cái điều xấu ác thì nó vô trong tâm, rồi bắt đầu nó cũng nảy nở trong đấy. Rồi lần sau nó làm xấu ác thì làm hơn nữa. Người ta làm những việc độc ác cũng vậy, người ta làm càng nhiều càng có kinh nghiệm nữa. Thế như viên ngọc châu lưu ly, muôn ngàn năm lăn lóc nơi chỗ dơ bẩn ớ tạp mà chẳng nhiễm ô, vì bản tánh lưu ly vốn luôn trong sạch. Cũng như thế, Bồ Tát Sơ Phát Tâm đêm ngày thủ hộ thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỗ đây có hai ý mà chúng ta cần nhớ là thủ hộ thân tâm. Rất là hay. Thủ là giống như là mình đề phòng. Hộ tức là mình giữ gìn. Và cái thân mình là giới mà thủ hộ. Cái tâm mình á, cẩn thận cho cái lửa tham sân si não phiền á, nó tấn công. Cho nên người tu chúng ta có hai phần. Một phần là thủ hộ thân tâm. Và khi thủ hộ thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà người này họ thủ hộ thân tâm bằng cái gì? Bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ thì đây là trong Nam Mô A Di Đà Phật nó vừa có giới và có định có huệ. Cho nên người này họ đi vào ở trong cõi dục ác trược vẫn không bao giờ bị ngu si tà kiến nó làm cho loạn nhiễm. Bởi vì bản chất của Nam Mô A Di Đà Phật vốn thanh tịnh pháp giới, vô cấu như là hư không tánh. Nó như là một cái viên ngọc lưu ly không bị nhiễm ô ở trong cái dòng nước vẩn đục của sanh tử. Và muốn thủ hộ thân tâm không gì hơn bản Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả những lời tán thán hồi sớm giờ chỉ có quy chiếu vô là thực hiện công đức Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta sẽ có được những kết quả màu nhiệm như vậy. Đạo tràng chúng ta nghỉ ngang đây. Mô Phật.